Xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là mối quan hệ này đến có ý nghĩa gì đối với bạn. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy khi mà bắt đầu mối quan hệ thì cái mối quan hệ này đem cho bạn một cái nguồn năng lượng khá là sôi nổi. Mình không nói là tích cực nhưng mà nó khiến cho bạn cảm thấy mong chờ, hứng thú hoặc là khiến cho bạn cảm thấy bản thân của bạn giàu năng lượng. Nhưng sau cái giàu năng lượng đó thì bạn cảm thấy bị tù túng, bị suy nghĩ nhiều và bị tiêu cực hóa đi cái cảm xúc của mình rất là nhiều. Và những cái sự việc này xảy ra khiến cho bạn cảm thấy chán nản, bức rức và khá là khó chịu về bản thân của mình, khó chịu về đối phương, khó chịu về cái mối quan hệ này. Và sau những cái năng lượng tiêu cực đó thì bản thân bạn tự nhận ra được một bài học cho chính mình là mình nên xử sự như thế nào là đúng cách và biết yêu thương bản thân của mình, không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác mà hãy thay cái thời gian đó hãy yêu thương mình, chăm sóc mình và đặt niềm tin vào bản thân của mình nhiều hơn. Biết là bản thân mình làm những việc gì cảm thấy vui chứ không phải phụ thuộc cảm xúc vào người khác. Gần như mình thấy là cái người này đến để thắp cho bạn lại cái nguồn năng lượng mà bạn muốn hoạt động, bạn muốn học hỏi. Nó giống như là một sự nhiệt huyết vậy. Nhưng mà cái sự nhiệt huyết này chỉ để thúc đẩy bạn học cách yêu thương bản thân của mình, nhìn nhận bản thân của mình thôi. Chứ họ sẽ không có mang đến hoặc là chiếm quá nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bạn.